Bởi vì chúng sống trên quan điểm của con mắt, cho nên là nhai nhút lẫn nhau, xé xác nhau để sống. Có những cái người mà sống trên cuộc đời xấu tính, phải nói là có khi là nhất cái xã hội, độc ác, nhưng mà người ta lại rất giàu có. Người ta lại đang hưởng cái hạnh phúc. Thế tại sao lại thế? Tại sao lại có cái bất công như thế? Nhân quả đến từ chính tâm hồn của bạn. Xin kính chào quý vị và các bạn, những người đang theo dõi chương trình Thức Tỉnh Tâm Hồn. Và ngày hôm nay, một lần nữa hữu duyên, Hà Đan lại được gặp gỡ và trò chuyện với thầy Kim Cương. Con kính chào thầy ạ. Chào con. Dạ, con thưa thầy, xưa nay con đã được nghe rất nhiều đến khái niệm là luật nhân quả, ngay từ khi con còn đi học cơ thầy ạ. Ngày đấy trong lớp chỉ có là chuyện là hôm nay bạn này trêu giấu bút giấu sách vở của mình, rồi ngày hôm sau bạn khác lại giấu bút sách vở của chính cái người bạn đấy, là bọn con đã trêu nhau trong lớp là luật nhân quả đấy. Và dần dần thì con biết được khái niệm luật nhân quả, có nghĩa là những cái việc gì mình đã làm ra rồi mình cũng sẽ phải gặp chính những chuyện đó, tức là gieo nhân nào gặt quả đấy. Vậy thì theo thầy thì con hiểu như vậy về khái niệm luật nhân quả đã đúng và đã đủ chưa ạ? Khi mà con cho rằng gieo nhân nào gặt quả đấy chỉ là ở góc độ cơ bản, người ta hiểu như vậy và lan truyền với nhau thế là đúng. Nhưng khi mà đi sâu vào để hiểu được ngọn ngành quy luật của nhân quả, nó sẽ có nhiều vấn đề hơn. Thì hôm nay thầy muốn mở rộng cái chủ đề này cho con. Bây giờ con thử quan sát cái vũ trụ này đi, hay là toàn bộ những sự vật hiện tượng mà con đang trải qua, thì con thấy có cái gì nó tách rời nhau không? Con thấy là dường như trong vũ trụ này tất cả mọi việc, mọi sự vật, sự việc rồi con người nó đều có một cái mối liên kết, liên hệ nhất định nào đấy, đúng không thầy? Đúng vậy. Giống như bây giờ một trái táo đi. Dạ. Từ đâu đến? Từ cây táo ạ. Đúng, từ cây táo rồi lại từ đất, từ nước, từ quả địa cầu, rồi hệ mặt trời. Mở rộng ra là cả vũ trụ đúng không? Dạ. Thế thì con nhìn vào một hạt cát, hay nhìn vào chính con, nhìn vào bất kỳ một sự vật hiện tượng nào, thì con sẽ đều thấy được sự liên quan giữa tất cả sự vật hiện tượng với nhau. Và những sự vật hiện tượng đấy nó không thể tự có một mình được. Ví dụ con không thể tự có, thế thì tất cả mọi sự vật hiện tượng đều dựa vào nhau để có. Và vì dựa vào nhau cho nên nó chuyển hóa nhau, tiêu diệt nhau, sinh ra nhau, biến hoại lẫn nhau, tạo thành quy luật sinh lão bệnh tử. Thế thì khi con thấy tất cả sự vật hiện tượng liên quan với nhau như vậy, có phải chúng đồng một thể hay không? Chúng liên quan nhưng mà cũng vẫn tách rời nhau. Tức là nếu như con nhìn bằng đôi mắt thịt của con, dạ, thì con thấy con chỉ là một sinh vật sống trên quả địa cầu đúng không? Một con người sống trên quả địa cầu. Con người rất nhỏ bé. Nhưng đấy là con mắt chứ. Dạ. Còn bằng trí tuệ thì con có thể thấy con với vũ trụ đồng một thể đấy. Thế thì bây giờ thầy hỏi con là con muốn sống theo quan điểm của con mắt, hay con sẽ sống theo quan điểm của trí tuệ? Con cũng đang muốn hướng tới là có thể được nhìn tất cả mọi việc ở một cái trí tuệ tốt hơn. Tốt. Bởi vì nếu mà con sống chỉ trên quan điểm của con mắt thì mình cũng sẽ giống muôn loài, giống những loài vật. Cho nên là nhai nhốt lẫn nhau, xé xác nhau để sống. Nhưng nếu con sống trên quan điểm của trí tuệ và con nhận ra rằng hóa ra con với tất cả vũ trụ là đồng một thể, thế thì khi con xấu với người khác là con đang xấu với ai? Là con đang xấu với chính mình ạ. Rồi, thế khi con tốt với người khác, con đang tốt với ai? Cũng là con đang tốt với chính mình. Rồi quá. Thế bây giờ khi con nhận ra rằng con xấu với người khác là xấu với chính mình, dạ, tốt với người khác là tốt với chính mình, thế thì con có còn muốn xấu với ai nữa không? Lúc đấy thì con nghĩ rằng nếu mà mọi người mà được hiểu, đều hiểu được chân lý như thầy vừa nói, thì mọi người sẽ luôn đối xử tốt với nhau. Đấy, có nghĩa là cái sự đối xử tốt với nhau nó không còn là một sự bắt ép. Dạ. Ví dụ nếu hồi bé con được dạy là các con phải sống tốt nhá, cuộc sống là phải sống tốt, không làm điều ác. Nhưng mà con không biết tại sao con phải sống tốt. Nếu như dựa trên quan điểm của con mắt thì con không thể biết tại sao con phải sống tốt. Nhưng nếu dựa trên quan điểm của
trí tuệ thì con biết rõ là con tốt với bất kỳ ai, thậm chí là từ trong suy nghĩ của con thì con đang tốt với chính con. Vậy thì có ai bắt ép ta phải sống tốt đâu, mà ta tự nhận ra được cái việc là ta cần sống tốt là lẽ đương nhiên. Và ta xấu với bất kỳ đối tượng nào, thậm chí là suy nghĩ xấu, thì ta đang xấu với chính ta. Thế có phải là bằng trí tuệ con đã hiểu nguồn gốc của đạo đức không? Và thông qua cái trí tuệ mà con vừa thấy đấy thì con cũng hiểu luôn nhân quả. Nhưng mà ở trong đấy thì con có thể thấy được rằng là cái quan điểm nhân quả này nó không khó. Nhưng mà nó khó là bởi vì người ta muốn chạy theo nhu cầu cuộc sống của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, mà thầy gọi chung lại là con mắt. Cho nên là người ta bị bó buộc và trí tuệ bị thui chột. Và khi thui chột thì bản năng lên ngôi. Bản năng lên ngôi thì con biết rồi, đó chính là những biểu hiện của tham sân si. Và cuối cùng cũng như muôn loài cắn xé nhau để sống. Con thấy rằng là có rất nhiều người là họ cũng không làm điều gì ác cả. Và cũng có nhiều người than vãn là trời ơi, tại sao tôi luôn làm điều tốt, tôi không làm hại ai, nhưng mà tôi vẫn phải gặp phải những cái nỗi bất hạnh trong cuộc sống. Vậy thì liệu điều này có đúng với luật nhân quả? Cái hiện tượng này, người đó nhiều kiếp trước nhé, đã làm những việc không tốt nhưng mà quên, không nhớ gì. Sang kiếp này thì đã quên rồi nhưng mà lại trở thành một người rất tốt. Mặc dù trở thành người tốt nhưng cái quả xấu đã gieo thì vẫn phải nhận. Cho nên rằng là trước mắt họ tốt nhưng không có nghĩa là trong quá khứ và những kiếp trước họ cũng tốt như thế. Nhân quả nó có thể trổ quả khi mà nó chín. Thì bây giờ tới cái kiếp này những cái quả xấu nó trổ ra, người ta cho rằng là sống tốt thì bị thiệt. Nhưng mà không phải thế con ạ. Mà chính vì sống tốt cho nên rủi ro lẽ ra nó xảy đến gấp 10 lần thì nó chỉ xảy đến một phần nhỏ thôi. Phải hiểu thế mới đúng. Nhưng cái nghiệp trong quá khứ nếu nó lớn quá con ạ, nó lớn quá, mà cái phương pháp để mà chuyển hóa những cái nghiệp xấu mà nó không đủ mạnh thì vẫn phải nhận. Mà thông thường thì người ta có biết gì đâu, người ta cứ sống thôi. Thế cho nên là người ta cho là người ta đang sống tốt thì người ta xứng đáng được hưởng cái tốt. Nhưng mà nếu quá khứ nó xấu thì người ta vẫn phải nhận cái nhân xấu. Đấy, thì ngược lại thì cũng có những cái người mà sống trên cuộc đời này xấu lắm con ạ. Xấu tính, phải nói là có khi là nhất cái xã hội. Độc ác, rồi thì là có những cái người mà làm nhân viên, làm thuê cho người ta đấy, còn bị người ta coi như là chiếm luôn mấy cái tháng lương ấy, không trả. Coi như là sợ quá xin về mà người ta quỵt luôn ấy, người ta không trả, coi như là gần như là trở thành ăn xin ngoài đường, khóc lóc. Ác đến như thế. Tức là nhưng mà người ta lại rất giàu có, người ta lại đang hưởng cái hạnh phúc. Thế tại sao lại thế? Tại sao lại có cái bất công như thế? Thì thực ra không có gì bất công cả, mà là trong quá khứ những kiếp trước lại sống rất tốt. Đấy con ạ. Thế nhưng mà sang kiếp này thì lại quên, lại sống xấu đi. Thế thì khi mà những cái quả tốt nó đang trổ ra thì hưởng đã hết đâu, nhưng mà hưởng hết cái quả lành đấy, quả xấu trổ ra là toa. Những cái hạt giống mà chúng ta đã gieo thì chắc chắn chúng ta sẽ nhận lại quả. Chỉ có điều là sớm hay muộn thôi, đúng không hả thầy? Có người người ta lại cho rằng tôi không tin kiếp trước kiếp sau. Thế thì làm sao mà bạn có thể nói được rằng là tôi đã làm những điều xấu trong kiếp trước? Nếu kiếp này tôi mới sinh ra thì sao? Đấy, thì lại phải chứng minh được cho họ là kiếp trước kiếp sau là có thật cơ. Dạ, đúng không con? Vâng. Thầy nói là có kiếp trước kiếp sau, vậy tại sao mọi người đều không nhớ được tiền kiếp, các kiếp trước của mình ạ? Thế bây giờ nếu như hỏi con rằng con có nhớ hết được những cái chuyện từ bây giờ đến lúc con vừa sinh ra không? Con không thể nhớ hết được thầy ạ. Đấy, thì tức là cái khả năng trí nhớ của con người rất kém. Dạ. Thậm chí là đến khi mà già đi còn ngay cái việc vừa làm xong đã quên cơ. Đấy là lý do thứ nhất, tức là cái khả năng nhớ của con người rất kém. Cái lý do thứ hai ấy, là thực ra chính con muốn quên tất cả những ký ức của con từ trong vô lượng kiếp, chứ không phải ai làm cho con quên cả. Con có biết vì sao? Dạ con không biết. Vì
cuối mỗi một cuộc đời đều là sự đau khổ, đều là sự chia ly, thậm chí là những cái chết man dợ. Và nặng hơn nữa, nếu kiếp trước là những con hươu con nai thì sao? Sư tử nó vồ, nó ăn sống nuốt tươi, thì liệu con có muốn nhớ cái cảnh đấy không? Và chính vì mỗi con người khi đối diện cái chết của những kiếp trước thì cái sự sợ hãi, hoảng sợ, đau khổ tột độ khiến cho họ muốn quên đi tất cả. Và chính nỗi sợ che đậy đi toàn bộ ký ức của họ. Cho nên nếu các con muốn nhớ về các kiếp quá khứ cũng dễ thôi. Nếu các con sống không có một chút sợ hãi nào và các con sống hoàn toàn thanh tịnh, không tham sân si, thì chắc chắn 100% là các con sẽ nhớ được các kiếp quá khứ. Thế và thêm một lý do thứ ba nữa chứ, là khi sinh ra dưới cái thân của loài người này mà con nằm trong bụng mẹ đi 9 tháng 10 ngày thì còn nhớ được cái gì nữa không? Đấy là ba cái lý do cơ bản để thầy cho con thấy là thứ nhất là cái tâm hồn của con nó có thật và nó không chết. Cái chết là về thể xác và nó vẫn đến qua nhiều kiếp. Và mỗi một kiếp thì nó rất đau khổ. Và chính cái sự đấy dẫn đến việc là con không nhớ được kiếp trước, chứ không phải là kiếp trước không có đâu. Thầy ơi, vậy là chúng ta lỡ mà làm phải những cái điều chưa tốt thì thành tâm sám hối này và tu tập thì có thể là thay đổi được những cái điều mà sẽ xảy đến với mình trong tương lai. Vậy thì liệu mỗi người thì cái khái niệm về số phận liệu có đúng không thầy? Hay là đức năng thắng số ạ? Số phận là có thật, bởi vì nó được tạo ra từ nhân quả của con và cái vũ trụ này. Nhưng mà số phận cũng có thể được thay đổi bởi nhân quả mà con đang gieo và sẽ gieo trong tương lai. Cho nên số phận cũng nằm trong tay của con. Thế thì làm thế nào để chuyển hóa những cái xấu mà mình đã gieo? Thầy phân ra hai mức độ. Một mức độ theo cái nghĩa là chuyển hóa, và một mức độ cao hơn cả ý nghĩa chuyển hóa. Có nghĩa là bây giờ vì con sợ những cái nhân xấu sẽ xảy đến với con, đúng không? Cho nên là con hối hận và con muốn chuyển hóa những cái xấu đấy. Thì cách đơn giản là con sám hối này, con thực hành những cái nghi lễ, lễ lạy để tịnh hóa này, rồi niệm Phật này, rồi hồi hướng công đức cho tất cả chúng sanh này, vân vân. Tức là những cái pháp tu mà bắt đầu đi sâu vào của đạo Phật, cộng với tất cả những cái việc làm tốt đẹp trong cuộc sống của con. Và con chỉ làm những việc lành, không làm những việc ác nữa. Thì tất nhiên những cái điều xấu nó sẽ được chuyển. Nhưng cũng có những điều mà nó không đủ để chuyển, thì con vẫn phải nhận những cái quả xấu nó đến chứ. Thế thì cái bước thứ hai mà thầy nói đến ấy, nó quan trọng hơn cả cái chuyện mà người ta cho là đức năng thắng số đấy. Thì cái đức năng thực sự của một người có trí tuệ ấy, là họ chấp nhận mọi việc đến với họ, cho dù cái việc đấy là rất xấu, nhưng họ cũng chấp nhận nó một cách vui vẻ. Thì đấy là cái đức lớn nhất của một người tu tập. Thế thì cái đức năng thắng số ở đây ấy, nếu nói ở cái nghĩa thấp hơn, là cái nghĩa con làm, con vội vã làm những cái điều thật tốt để bù lại những cái xấu mà con đã gieo, thì nó cũng có phần đúng con ạ, chứ không phải là sai. Giống như bây giờ con chót nấu một bát canh mặn thì con phải làm gì? Con cho thêm nước ạ. Đấy, thì nó bớt mặn và cái bát canh lại dùng được như bình thường. Vâng. Thì cũng thế, khi con làm những điều xấu thì con bổ sung vào những điều tốt, đúng không con? Dạ. Thì cuộc sống con lại bình thường. Thế nhưng ở góc độ xa hơn thì có đúng ai cũng phải chết không? Vâng, đúng. Và cái chết lại có thể ập đến bất cứ lúc nào, đúng không? Vâng. Cho nên cuối cùng cái đức hạnh thực sự của một con người là chấp nhận mọi thứ xảy đến mà không đau khổ, mà không sợ hãi. Thế cho nên là có một câu nói rất hay thì thầy không biết con đã nghe chưa. Khổ tận cam lai, không sợ hãi, hoa sen nở. Khổ tận cam lai, không sợ hãi, hoa sen nở. Đấy, thì hôm nay thầy muốn gieo cho con một cái câu thơ đấy để con suy ngẫm. Dạ. Về cái đức năng thắng số. Dạ.
và cái đức hạnh của một bậc trí. Con cảm ơn thầy ạ. Chắc chắn là sau hôm nay thì con sẽ suy nghĩ và suy ngẫm rất nhiều về câu thơ cũng như là về những điều bổ ích mà ngày hôm nay thầy Kim Cương đã chia sẻ cho con cũng như là các quý vị khán giả của chương trình. Dạ thưa thầy, trước khi chia tay với các khán giả của chương trình thì con vẫn rất mong muốn là thầy có thể gửi tặng các khán giả một thông điệp về chủ đề lực nhân quả được không ạ? Nhân quả đến từ chính tâm hồn của bạn. Thưa quý vị, Hà Đan cũng rất hy vọng rằng thông qua cuộc nói chuyện rất bổ ích ngày hôm nay với thầy Kim Cương thì mỗi chúng ta đều đã có thêm cho mình những hiểu biết về luật nhân quả, và thông qua đó chúng ta có thể hiểu và điều chỉnh những hành vi, những việc làm chúng ta vẫn đang làm cho cuộc sống thường ngày để mỗi người đều có một cuộc sống an yên hơn, bình an hơn, và thông qua đó chúng ta có thể thức tỉnh tâm hồn. Thưa quý vị, thời lượng của chương trình ngày hôm nay cũng đã hết rồi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo.